một mùa thi khó khăn trong thời hình dịch bệnh Covid, nhưng rõ ràng thời tiết đã rất ủng hộ các em. Đề thi môn văn mà cô cầm trên tay hôm nay thực ra là khiến cô cảm thấy rất là an lòng, bởi vì đề gồm hai phần rất là rõ ràng theo cái cấu trúc đề quen thuộc của chương trình giáo dục phổ thông do Sở Giáo dục Hà Nội lâu nay vẫn ra. Và phần 1 các em có 3 câu hỏi. 3 câu hỏi ở phần 1 thì tập trung vào tác phẩm Đồng Chí. Đây là một trong những tác phẩm quen thuộc. Cái cách ra câu hỏi cũng rất là truyền thống, đồng thời nó cũng thể hiện được những phần kiến thức rất là cơ bản mà các em đã được học kỹ, ôn kỹ. Tuy nhiên có một cái điều đó là ở phần 1 này lâu nay cái đoạn văn ấy người ta thường xếp ở cuối đoạn, thì ở đây người ta lại cho ở vị trí câu hỏi số 2, cho nên có thể một số em sẽ lúng túng. Còn lại đối với tôi thì cái sự hấp dẫn nằm chủ yếu ở phần 2. Vì sao? Bởi trong phần 2 này chúng ta thấy xuất hiện một đoạn văn trong sách ngữ văn 9, đoạn văn rất là quen thuộc với các em, sức mạnh của tri thức. Tuy nhiên, cái cách ra câu hỏi khá là thú vị. Câu hỏi thứ nhất sẽ khiến cho học sinh có quyền thể hiện cái quan điểm của mình, thể hiện cái hiểu biết của mình cũng như đánh giá được về sức mạnh của tri thức. Còn phần thứ hai, câu 2 là cái câu viết đoạn văn 2/3 trang giấy ấy, thì đây là một cái câu phân loại. Bởi vì muốn làm tốt câu này, học sinh phải biết khả năng phải phải biết sử dụng cái thao tác phản đề. Và thao tác phản đề sẽ làm giúp chúng ta làm nổi bật được cái vấn đề cần nghị luận, đó là phải chăng tri thức làm nên giá trị con người. Có thể nói rằng là đề Hà Nội năm nay tương đối đảm bảo để các em làm bài trong 90 phút. Một cấu trúc đề rất là an toàn. Xong, có một vấn đề đặt ra đó là cái tính thời sự nó sẽ không cao. Bởi vì học sinh phần lớn các em sẽ chú trọng đến cái vấn đề Covid, các em sẽ hướng đến tình yêu thương, chia sẻ, nhân ái, bao dung, vân vân đối với phần nghị luận xã hội. Xong phần đấy đã không diễn ra. Nhưng cô tin rằng với cái khả năng lập luận của các em, với cái sự hiểu biết của các em thì các em vẫn có thể làm tốt đề này.